Nhà phân phối bồn nước Toàn Phát kính chào quý anh chị. Toàn Phát được thành lập vào tháng 10 năm 2013. Trải qua hơn 10 năm thành lập, Toàn Phát đã trở thành một trong những nhà phân phối bồn nước hàng đầu tại Việt Nam. Hôm nay, Toàn Phát trân trọng giới thiệu đến anh chị mẫu bồn nước inox Wata 2000 lít đứng, sản phẩm cao cấp của công ty Wata Vina. Bồn nước inox Wata 2000 lít được chế tạo bằng vật liệu thép không gỉ SUS304 siêu bền, đảm bảo an toàn thực phẩm. Thời gian sử dụng bồn nước inox Wata 2000 lít lên đến 50 năm. Kích thước bồn nước inox Wata 2000 lít đứng như sau. Đường kính 1160mm, chiều cao 2080mm. Bồn nước inox Wata 2000 lít sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến của Đài Loan và được kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Thân bồn nước inox 2000 lít được sản xuất bằng thép không gỉ SUS304. Trên sản phẩm có nắp đậy, có bố trí vị trí lắp đường nước vào, đường nước ra, xả cặn, lắp rơ le tự ngắt. Phần thân được thiết kế hình trụ nên việc lắp đặt bồn nước trên cao được thuận tiện và không cản gió. Khi có gió mạnh cũng không ảnh hưởng đến sự chắc chắn và cân bằng của sản phẩm khi có nước. Bồn nước inox Wata 2000 lít đứng với giá siêu rẻ, giá chỉ từ 5.620.000 đồng. Sản phẩm được bảo hành 12 năm. Toàn Phát giao hàng miễn phí toàn quốc. Để tìm hiểu thêm sản phẩm, quý khách hàng vui lòng gọi ngay đến hotline 0903 737 277. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ mọi thắc mắc của quý khách. Toàn Phát, nhà phân phối bồn nước chuyên nghiệp,